Kính thưa Quốc hội đã tiến hành xong nội dung bầu Chủ tịch nước. Theo quy định của Hiến pháp, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sau khi được Quốc hội bầu sẽ làm lễ tuyên thệ trước Quốc hội. Lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bắt đầu. Mời đội nghi lễ vào vị trí. Kính mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý đứng dậy chứng kiến lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xin trân trọng kính mời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên tuyên thệ. Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri của cả nước, tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ra sức công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin ghi nhận lời tuyên thệ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến đây kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn và kính mời các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý ngồi xuống. Đội nghi lễ về vị trí. Thay mặt Quốc hội, tôi xin gửi bó hoa tươi thắm
và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến ông Nguyễn Xuân Phúc vừa được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa Quốc hội, các đại biểu khách quý, đồng bào, chiến sĩ và cử tri cả nước. Tôi xin trân trọng cảm ơn Quốc hội, các đại biểu đại diện cho cử tri cả nước đã tín nhiệm bầu tôi giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi xin chân thành cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng với các vị lãnh đạo tiền nhiệm về những đóng góp lớn lao cho Đảng, cho nhân dân và đất nước chúng ta. Kinh nghiệm cùng với những thành quả tốt đẹp mà các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm để lại chính là hành trang quý báu để tôi tiếp nối và phấn đấu hoàn thành tốt trọng trách của mình trên cương vị Chủ tịch nước. Đặc biệt trong không khí trang nghiêm của hội trường Diên Hồng, tôi xin được bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc những cống hiến hy sinh to lớn của các thế hệ cha ông và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Sự nghiệp của người luôn soi đường cho chúng ta đi. Những gì cha ông ta, các bậc tiền nhân làm được, luôn luôn là niềm tin, niềm cảm hứng cho quyết tâm, hành động của chúng ta hôm nay và cả thế hệ mai sau vì mục tiêu xây dựng nhà nước Việt Nam pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, lấy lợi ích của quốc gia, dân tộc và nhân dân là mục tiêu cao nhất. Kính thưa Quốc hội, hôm nay dưới lá cờ đỏ sao vàng, tôi xin hứa trước Quốc hội và nhân dân cả nước sẽ không ngừng tu dưỡng đạo đức, phẩm chất, tận tâm tận lực, trách nhiệm, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước được hiến pháp và pháp luật quy định, phối hợp công tác chặt chẽ với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gần gũi, lắng nghe, tiếp thu ý kiến nguyện vọng của nhân dân, đồng thời mong nhận được sự ủng hộ, hợp tác, giúp đỡ của cả hệ thống chính trị, đồng bào, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài để hoàn thành tốt nhất trọng trách được giao. Kính thưa Quốc hội, trong toàn bộ nhiệm kỳ vừa qua, con tàu Việt Nam đã vượt qua một hải trình dồn dập đầy bão tố, từ bất ổn kinh tế thế giới đến đại dịch Covid-19 và thiên tai bão lũ liên tiếp tác động rất nặng nề đến sự phát triển của đất nước. Song, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, điều hành quyết liệt sát sao của Chính phủ, sự phối hợp giám sát chặt chẽ của Quốc hội và sự đoàn kết, đồng lòng và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng toàn diện trên mọi lĩnh vực, trở thành điểm sáng của khu vực và thế giới trong thực hiện mục tiêu kép, được bạn bè quốc tế đánh giá cao, tô đậm thêm những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của chặng đường 35 năm đổi mới đất nước, khẳng định bản chất tốt đẹp của chế độ ta. Có thể nói, những thành tựu của chúng ta giành được không chỉ đo được bằng con số GDP được tạo ra, mà còn là những giá trị xã hội vô hình, không thể tính hết. Đó còn là tinh thần đoàn kết, thi đua yêu nước, lòng quả cảm, nhân hậu và tình người, sự bền bỉ và ái quốc trong nhân dân chúng ta. Không chỉ tài lực, vật lực mà còn cả thiên thời, địa lợi và nhân hòa cùng tạo nên những nguồn sức mạnh cộng hưởng đem lại sự phát triển bền vững, thịnh vượng cho đất nước của chúng ta. Từ những bài học kinh nghiệm lịch sử, mỗi khi đất nước ta gặp khó khăn, thách thức, luôn có nguồn sức mạnh rất lớn đến từ tinh thần đoàn kết, ý chí độc lập, sức mạnh của sự chính nghĩa, sự khiêm nhường và lòng yêu chuộng hòa bình của triệu triệu người dân. Cũng chính nhờ vậy, chúng ta đã nhận được nhiều sự ủng hộ quý báu
sự hợp tác, hiểu biết, sẻ chia từ các quốc gia, bạn bè trong khu vực và trên thế giới. Kính thưa Quốc hội, vinh dự mà chúng ta có được hôm nay là vinh dự trong trách nhiệm gắn với hành động và lập trường vững chắc, những điều đã hun đúc nên ý chí, tính cách và tinh thần cách mạng Việt Nam. Thực tế khó khăn không phải là thứ sinh ra để làm chuồn bước chân của chúng ta, nó là bài kiểm tra tinh thần nhẫn nại và ý chí vươn lên của chúng ta, làm cho kết quả đạt được của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn và ý nghĩa sâu sắc hơn, xứng đáng là món quà truyền thừa cho con cháu chúng ta trong tương lai. Như Bác Hồ đã từng dạy, dân tộc ta là con rồng, cháu tiên, có nhiều người tài giỏi, đánh bắt dẹp Nam, yên dân trị nước, tiến để muôn đời. Lịch sử vẻ vang dựng nước, giữ nước của dân tộc ta, ở giai đoạn nào, thời kỳ nào, cũng thể hiện khát vọng phát triển, lòng tự hào, tự cường dân tộc. Trong hàng ngàn năm lịch sử hào hùng đó, các thế hệ tổ tiên, cha ông ta đã hun đúc ý chí quật cường, lòng yêu nước nồng nàn, sẵn sàng vượt qua mọi hy sinh, gian khổ để giữ gìn non sông bờ cõi, xây dựng cơ đồ, tiềm lực, vị thế của đất nước. Trên chuyến hải trình sắp tới, con tàu Việt Nam sẽ còn gặp phải những con kênh sóng dữ và nhiều ngọn gió lớn. Đó là khi có cả những thời cơ và thách thức đan xen. Tôi luôn tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của đảng ta, với bản lĩnh trí tuệ của con người Việt Nam, với sức mạnh của tinh thần, đại đoàn kết toàn dân tộc, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, đất nước ta nhất định sẽ vượt qua mọi sóng to gió cả để đến bến bờ bình an và hạnh phúc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, trong đó tập trung nâng cao hiệu lực hiệu quả bộ máy nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, nâng cao niềm tin của nhân dân, đồng lòng, hành động xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Việt Nam là đất nước đa dạng với nhiều dân tộc anh em, nhưng chúng ta có chung một trái tim, một mái nhà, một lịch sử vẻ vang và một sứ mệnh vinh quang. Khát vọng về một nước Việt Nam hùng cường 2045, sánh vai cùng các cường quốc Nam châu như ước nguyện của Bác Hồ và tinh thần Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra, đó không phải là món quà có sẵn vào năm 2045, mà đó là mục tiêu cao cả mà chúng ta hôm nay và những thế hệ tiếp theo phải nỗ lực phấn đấu để giành được. Cha ông ta đã làm nên những trang sử hào hùng được viết bằng mồ hôi và xương máu của biết bao nhiêu thế hệ. Chúng ta có niềm tin mãnh liệt rằng tiếp nối truyền thống hào hùng đó sẽ có nhiều chương sử mới viết tiếp những kỳ tích tiến lên giàu mạnh hùng cường của đất nước ta và dân tộc ta. Kính thưa Quốc hội, trong bài phát biểu ngắn hôm nay, tôi xin gửi những tình cảm và lòng kính trọng đến những người lính Cụ Hồ dũng cảm, những chiến sĩ công an đang ngày đêm bảo vệ bình an cho nhân dân, sự bình yên nơi biên cương hải đảo của Tổ quốc. Họ là những biểu tượng của lòng can đảm, của tinh thần cống hiến, phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân. Xin gửi đến đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, Đảng và nhà nước ta luôn sát cánh cùng nhân dân để mùa màng thêm bội thu, để sản xuất kinh doanh luôn thành công, để những dòng sông luôn tuôn chảy mát lành, để những trẻ em luôn có những giấc mơ và hoài bão vươn xa, để những cụ già sống trọn phần đời thật ý nghĩa, hạnh phúc, và để thúc đẩy tinh thần cho những con người đang khát khao cống hiến, sáng tạo. Nhân dịp này, tôi xin được chuyển lời cảm ơn đến nhân dân, chính phủ và bạn bè quốc tế đã vững mãi niềm tin về sự tiếp nối hợp tác, ủng hộ quý báu dành cho đất nước và con người Việt Nam. Chúng tôi luôn là người bạn tốt, là đối tác tin cậy của tất cả các bạn. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo đảng, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, các vị đại biểu quốc hội, các bà mẹ bằng đất anh hùng, các gia đình có công với đất nước, các vị khách quý, sức khỏe, hạnh phúc. Tôi may mắn và vinh dự được tiếp nối những thành quả quan trọng mà đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã làm việc thời gian qua trên cương vị Chủ tịch nước. Xin được học tập những kinh nghiệm quý báu, kế thừa và phát huy những thành tựu tốt đẹp mà đồng chí cũng như các vị lãnh đạo đi trước đã đạt được để góp phần hoàn thành tốt những trọng trách lớn lao sắp đến. Tôi xin kính tặng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng một bó hoa tươi thắm. Tôi xin chúc kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 15-14 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.